còn bộ thiết kế này em đã tìm được chất liệu vải cho mẫu thiết kế này chưa chị linh ơi cho em gửi à. nhờ chị xem mà rồi cảm ơn em dạ anh à cái mẫu vải này hình như là trong kho của mình còn mình đã nhập về mấy tháng trước em vừa kêu hồng đi kiểm tra rồi nếu như mà chắc chắn là còn thì mình không cần phải nhập nữa còn đồng phục bên khách sạn lô cái này em đã giao cho mỹ hoa khi nào mà mỹ hoa làm xong thì sẽ trao đổi lại với anh có chuyện gì hả anh ờ à, không sao anh trầm tư vậy ờ, mỹ Hoa có trao đổi với em về bộ sưu tập biển dành cho nam trong mùa hè sắp tới chưa dạ không em đâu có nghe cổ nói gì đâu ờ tại vì lúc nãy cổ có qua phòng anh trình bày về bộ sưu tập đó anh thấy nó cũng ok nhưng mà có chuyện gì vậy anh anh không biết là cổ cái ý định gì khi mà nói là muốn mời Tony làm người mẫu cho bộ sưu tập đó Cổ còn nói là bạn cổ sẽ đăng dùm trên tạp chí thời trang Ủa nhưng mà anh Tony đã bỏ nghề người mẫu Để chuyển qua quản lý lâu rồi mà Anh cũng không biết nữa nhưng mà Anh thấy bộ sưu tập đó Nó hơi lờ rẹt ừ. Ừ. Nghe điện thoại đi à... Xin lỗi, em có hẹn ăn trưa À gì hả? Vậy em đi đi Dạ, em đi Alo, Tony hả? Đánh không? <back at> <valley> I see. <silence> à, em hết đau rồi thật em mau lành lắm <Trans danach> giống như con người của cảm vậy à <silence> à anh khôi nè ừ? thứ bảy này á là sinh nhật bạn thân của em nó chỉ mời mấy đứa bạn thân thôi à anh có thể tham gia với tụi em cho vui không ừ cũng được chỉ sợ cảm không cảm thấy thoải mái khi đi chơi chung với một người cù lần như tôi thôi em chỉ cần anh trả lời là đi hay không thôi vậy uh, tôi dắt hai đứa nhỏ đi theo cảm có dám đi chung không càng vui chứ sao trước sau gì em cũng phải đối mặt với hai đứa nhỏ cứ coi như là tập làm quen vậy thôi <laughs> thôi đi cô nương Tôi biết cảm chỉ nó cứng vậy thôi. Bữa tiệc tối hôm qua chưa thành thảm họa sao? Có gì đâu, em chịu đựng được mà. Có lẽ cảm được anh Bình cưng chiều, chăm sóc từ nhỏ nên cảm không biết. Chứ tôi biết là để chăm sóc một ai đó không phải là một chuyện đơn giản đâu. Với lại hai đứa nhỏ ở nhà lúc nào cũng trong tâm lý là phá đám hết. Tôi nghĩ không cần phải hy sinh như vậy đâu Anh nói như vậy Có nghĩa là Anh muốn em dừng lại Là Tôi chỉ sợ cảm thiệt thòi thôi <laughs> Em thích ăn gì nè Dạ, em ăn gì cũng được mà <laughs> Ừ. mình về tính tiền em ơi à, anh khôi anh khôi <laughs> anh khôi đợi em với tôi muốn ở một mình à... cảm chịu khó đi taxi về công ty đi à... thật là đáng ghét người bên cạnh mình thì không quý lại đi đau khổ vì người muốn bỏ mình đàn ông các người đúng là đồ ngốc mà ủa 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 là cô à sao lại ở đây à, hồi nãy anh có thấy chuyện gì không thấy gì ờ thì ra là anh chỉ mới tới thôi vậy mà tôi tưởng anh thấy rồi chứ ái <laughs> linh ồ oh, vậy là linh đang ở trong đó à? ừ. nếu như mà anh không muốn thấy khó chịu thì tôi khuyên anh đừng nên vô trong đó <laughs> tôi hiểu rồi như vậy có nghĩa là cũng có một người đàn ông ở đây và bỏ đi ra ngoài, đúng không? Sao anh biết? Bởi vì khi mà tôi vừa mới bước vào đây, tôi đã nghe cô nói là đàn ông đúng là đồ ngốc, đúng không? <laughs> tôi xin lỗi, tôi đã qua đổ cả nắm rồi. À, không sao đâu. Có vẻ như là tình cảnh hiện tại của tôi và cô, à, chúng ta hình như có cùng chung một cảnh ngộ đó. Cảnh ngộ? <laughs> Anh nói gì mà nghe ghê vậy à, dù sao thì tôi cũng là người lạc quan và vui vẻ mà ok à, Có coi như có duyên gặp lại à, tôi muốn mời cô mình đi uống một cái gì đó được không <laughs> ok tất nhiên được rồi à, nhưng mà tôi nghĩ uống ở đâu chứ đừng uống ở đây ok vậy cũng được <laughs> mình đi nào ok Anh thấy tình hình cậu khô và mộng cẩm Chắc không có tiến triển gì Anh nghĩ là nên tìm cách khác Hoặc là mình khuyên cẩm Đừng đặt quá nhiều niềm tin vào chuyện này Anh suy nghĩ kỹ chưa Suy nghĩ gì Chuyện khuyên mộng cẩm bỏ cuộc đó Má... Anh thấy cái chuyện mà Lấy một người đàn ông đã có con riêng Không thể là đơn giản đâu anh nói cũng phải. Em em nghĩ là Mộng Cẩm nên suy nghĩ chuyện này thật nghiêm túc. Tuổi cẩm bây giờ muốn đặt tình cảm với ai cũng phải cần suy nghĩ đắn đo nhiều thứ, không thể bồng bột được. Em cũng có cảm giác là anh Khôi không phải là người thích hợp với cẩm. Nhưng khổ nổi, Mộng Cẩm á có vẻ si mê cậu Khôi quá. Chính vì vậy. Nếu mà xảy ra chuyện gì Thì Mộng Cẩm dễ bị suy sụp Cũng khó ha Anh là đàn ông con trai Nên cũng khó tâm sự Lúc nào rảnh Em tìm cách làm công tác tư tưởng với Mộng Cẩm à, Sao mà anh giao toàn nhiệm vụ khó cho em không vậy Thì như vậy Mới xứng đáng là chị dâu tương lai chứ ừ, Nhưng để nói với Cẩm chuyện mà anh khôi không thích cổ cũng khó mở miệng lắm đó anh thì em đừng có nói chuyện đó chỉ cần em phân tích cho nó thấy là nó phải đối mặt với những khó khăn với hai đứa con của cậu khôi tụi nó mới tới ăn buổi tối thôi mà cũng đã rối tung như vậy rồi chắc chắn là mộng cẩm không thể nào trở thành một người mẹ kế hoàn hảo được tính tiền em ơi dạ anh cần gì à tính tiền với lại cho anh một ly cà phê mang về dạ à không không tính tiền thôi à, thôi khỏi khỏi ly cà phê mang về dạ anh chị ừ. chờ chút ủa sao không cho anh uống cà phê không phải là không cho anh uống cà phê nhưng mà từ sáng giờ anh uống hai ly rồi mỗi ngày á chỉ cần uống một tới hai ly thôi uống nhiều quá không có tốt ủa sao anh biết từ sáng đến giờ anh uống hai cửa cà phê rồi nè đừng nói là đang theo dõi nha bảy giờ bốn anh qua đón em đi làm rồi ngồi trước cửa uống ly cà phê chín giờ năm um, anh tự xuống dưới phòng pha nước bưng lên lầu một ly cà phê mộng cảm thấy nên tiết lộ cho em biết ừ. đó chính xác không hả ông văn bình ờ <laughs> ừ. à, quá chính xác Anh có cảm thấy mệt hay là không thoải mái khi em làm vậy không? À, à không hề à, à, anh cảm thấy rất sung sướng Khi có người quan tâm đến mình như vậy à. Dạ, cho em gửi à. Của anh 128 ngàn à À, 128 Dạ Nè, gửi bạn Dạ, cảm ơn anh Cảm ơn chị Về công ty thôi em Ăn trưa hết 128 ngàn Vậy là từ sáng tới giờ Anh xài hết 253 ngàn rồi đó Hả à, Tiết kiệm thì tốt Nhưng tính chính xác kiểu này hơi căng à <laughs> Alo Alo em sắp ra chưa rồi em đang đi ra nè để em chút xíu nha ok em vô đi à. ủa linh đi đâu vậy dạ em đi ăn trưa ủa hình như có người bỏ bạn đi ăn riêng phải không ta ừ bỏ bạn đi ăn riêng hồi nào nhưng mà em đi ăn trưa là bình thường thôi mà ăn trưa là bình thường nhưng mà ăn trưa với trai đẹp là bất bình thường ờ à, ủa Vậy hồi đó giờ em đi ăn với anh là bất bình thường hả? Anh... À, bye à. bye nha. thank you khốn kiếp nó chỉ muốn dở trò thôi chứ có phải thật lòng gì đâu à cậu khô đó hả sếp tháng tới công ty của mình á sẽ mở rộng thị trường ở các tỉnh cao nguyên chính xác là bảo lộc lâm đồng nên sẽ có một chương trình tuyển chọn và đào tạo nhân viên giám sát và bán hàng cậu đi được không Ừ, thú thật với anh là Gia đình của em bây giờ lộn xộn lắm Mọi thứ cứ rối tung lên Bà già vợ với ông già em cứ cãi nhau suốt Tuổi nhỏ thì đang thi Còn ông già em hở một chút cái đồ về quê Em muốn điên cái đầu vậy á Không biết chừng nào mới thoát khỏi cái mớ bồng bông này nữa Cậu nói Tôi thấy đúng là mớ bồng bông thiệt Tôi cũng ráng thu xếp để cho cậu có uy tín với ban quản trị và giữ được cái chức giám đốc marketing này bây giờ chẳng lẽ bỏ lỡ cái cơ hội ngàn năm này sếp dự định chừng nào đi thì khoảng chừng hai ba tuần nữa khi hoàn tất thủ tục ừ, được rồi em sẽ cố gắng để không phụ lòng của sếp ừ tôi cũng mong như vậy đó à tối nay rảnh không anh em mình làm vài chai ok Để em nhờ ông già đi rước thằng nhỏ À vậy đi À tôi đi trước nha Dạ Chị Hòa ơi Xem giùm em mấy mẫu này Để đó đi Lát chị coi dạ vậy em để đây nghe chị chị chuyện gì vậy đang bực mà chuyện gì đang lu bu muốn chết mà ông kha tự nhiên bắt đi tìm người mẫu cho bà linh người mẫu hả người mẫu gì vậy ai biết bộ sưu tập mới gì đó mà bà tìm không được hay sao mà phải nhờ người khác giúp <laughs> đi học á thì công ty lo không có tốn tiền mới chóng mặt chút xíu à thì nghỉ phép Tưởng sao đi chơi Không chừng á Mai mốt con của bả đi học nè Thì công ty mình cũng phải tài trợ học phí Đúng là trờ trẻn Sao sao chị buồn vậy Là chị ghen phải không Ghen gì Ai thèm ghen bả Nghĩ sao ghen với bà Bà tưởng bả là ai Chị á, là chị chỉ bực lợn Anh Kha cái gì cũng lo cho bà hết Từ hũ thuốc bổ nè Tới kem dưỡng da Cuối cùng khi gặp một thằng cha đẹp trai Ga lăng Thì cho anh khai ve Đã vậy hả Còn kể lễ chuyện tình cũ Mà đâu phải bà con nít đâu Lớn rồi có chồng hai đứa con rồi Cứ tưởng là ngon lắm Chị chị Có khi nào á Chị Linh chị bỏ buồn không chị Có khi nào là vậy không ta? Con đi chơi ở Huế hả? Trời ơi, đi mà không báo cho cô vậy trơn à. Dạ, con cũng không định đi cô à. Nhưng có một số em ở bên Mỹ à, mới về chơi đợt này. À, mọi người muốn về thăm quê luôn đó cô. Con biết không, đây nè. Cô ngồi ở đây cô điện thoại cho con một cô tưởng tượng cô đang ở Huế đó. Hay à. Rồi con đi chừng nào con về con? À, con cũng chưa biết nữa cô à của cô, cô thì sao? Còn chuyện gia đình của con Linh, cô lo chưa có xong nữa con. Cô rầu quá. Cô chưa có muốn về. Mà giờ mấy đứa nhỏ bên kia nó hối quá Giờ cũng biết tính làm sao nữa. Rồi con sao? Um, thật ra thì... Con đi Huế chừng nào về? Tụi con dự định đi xuyên Việt luôn đó cô. Vậy đó hả? Dustin nè. Cô biết đó là chuyện con Linh á nó làm cho con có vui. Nhưng mà bây giờ con tính sao? không lẽ con mất công về đây rồi, rồi bây giờ lại bỏ cuộc hay sao? Ừ, cô cũng thấy đó, con đã hết sức cố gắng rồi, nhưng mà càng cố gắng thì con càng thấy mình giống như một một thằng hề. con nghĩ có lẽ con với linh không có duyên đâu cô à. Ừ, vậy thôi giờ tùy con nha, nè. Khi nào đi Huế về nhớ alo cho cô nghe. Ok. Bye con. Dạ bye cô. À, tội nghiệp thằng nhỏ hết sức vậy đó.